Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy Alpha, chiếc smartphone mới nhất của Samsung vừa được giới thiệu vài ngày trước. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cũng như giới thiệu với các bạn về thiết kế cũng như những tính năng nổi bật của Samsung Galaxy Alpha. Về phần thiết kế của máy thì Samsung Galaxy Alpha là chiếc smartphone đầu tiên của Samsung được làm hoàn chỉnh bằng một cái khung nhôm. Thì các bạn có thể thấy ở đây những cái chi tiết được làm bằng khung nhôm rất là đẹp. Samsung đã mài cắt giũa những cái cạnh cũng như những cái thành phần, cái cổng loa rất là đẹp. Ở phần mặt trước thì chúng ta có một cái màn hình 4:7 với độ phân giải HD 720, tức là 720x1280. Ở phía trên là một phần loa thoại của máy được làm bằng kim loại, logo Samsung, cảm biến và camera trước 20MP của máy. Ở phía dưới là phím đa nhiệm, phím home với cái khả năng quét vân tay giống như Samsung Galaxy S5 và phím back của máy. Thì về cái thiết kế ở mặt trước, mình có một số những nhận xét như sau. Samsung đã tùy biến và tận dụng hết phần mặt trước này. Các bạn có thể thấy là tất cả những cái chi tiết, những cái phần ở trên và dưới đều được Samsung tận dụng để sử dụng cho những cái mục đích khác nhau, như là đặt cảm biến, camera trước, logo hay là đặt những cái phím này. Cho nên các bạn có thể thấy cái máy dù là 4:7 nhưng mà nó rất là gọn gàng, mình có thể đặt nó trong tầm tay như thế này. Thì ở phần mặt sau thì các bạn có thể thấy dù là cái phần khung của Samsung Galaxy Alpha được làm bằng nhôm, nhưng mà Samsung vẫn giữ lại cái phần mặt lưng được làm bằng nhựa của Samsung Galaxy S5. Thì bạn có thể thấy ở đây, cái mặt lưng này có rất là nhiều những cái chấm li ti giống như Samsung Galaxy S5. Và cái mặt lưng này khá là bám tay, mình cầm thế này rất là bám tay, không có bị trơn trượt. Ngoài ra thì chúng ta có một số những cái đặc điểm như sau. Ở phía trên thì chúng ta có cái đèn LED của máy.